không lò nào đốt xuể, tại sao không chịu sửa quy định 102 quy DTU năm 2017? Sửa đổi ngay nội dung quy định 102 quy DTU năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm là việc cần làm. Trong đó, gỡ bỏ những ràng buộc về kỷ luật đảng viên liên quan đến đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên đa đảng, cũng như bất đồng chính kiến Facebooker Phạm Việt Thắng, người mới đây tiếp tục thông tin, vào trong tuần tháng 5, một tướng quân thuộc bên Hải quân sẽ vào lò sau khi xử lý hành chính. Ông Nguyễn Phú Trọng, người vừa qua cơn bạo bệnh tưởng chừng như không qua nổi, tiếp tục gượng mình để đốt lò. Và câu chuyện đốt lò của ông khiến cho nhiều người phong tặng ông danh hiệu vì nhân dân quên mình. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là con người, ông đã và đang hoàn tất vòng đời sinh lão bệnh tử. Và câu chuyện đốt lò của ông sẽ không còn quá lâu dài khi ông mất đi. Người dân không đòi hỏi một quy trình đốt lò từ đảng, mà người dân đòi hỏi cần phải đốt lò triệt để từ nguồn gốc. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều Facebooker đã bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của ông Trọng. Không phải vì mong ông chết đi vì ông độc tài, phi dân chủ hay thậm chí là thân Trung Quốc, mà chính là vì ông đang là chủ soái trong chiến dịch chống tham nhũng. Trên tình hình chống tham nhũng thì những cây củi mà ông Trọng đưa vào cũng đã góp phần giảm thiểu sự tàn phá dữ dội tiềm lực quốc gia, dân tộc nhưng có vẻ càng đưa củi vào lò, ông Trọng nhận ra là sức có hạn nhưng tham nhũng lại vô hạn, nhất là trong những lĩnh vực trọng điểm, những bộ ngành mang bản chất của chế độ như công an hay là quân đội. Quá nhiều củi và có thể lò không đủ sức chứa, hoặc có thể là sức nóng từ củi khiến cho lò bị vỡ nát và thực tế đã chứng minh trong cuộc chiến đốt lò, ông Trọng đang trở nên lao lực và những củi đã và đang hay sẽ vào lò là những thanh củi rường cột của nền kinh tế chính trị có thể dễ hình dung điều này bằng mường tượng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang trong một khu rừng khô, nơi ông muốn diệt sâu bệnh thì chỉ còn cách đốt cả khu rừng khô đó. Trong khi đó, củi đang co cụm lại để bảo vệ nhau bằng nhiều phương thức khác nhau. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể dựa mãi trên tư duy chủ quan của mình bằng sự kỳ vọng quá lớn lao và luật lệ của đảng để hồi tâm chuyển ý củi, mà cần phải thức tỉnh để người dân có thể đứng cạnh ông không phải chỉ là ủng hộ, mà là góp tay đốt củi bằng việc tố giác, thúc đẩy, giám sát và lên án củi. Phát động phong trào những việc cần làm ngay, một phong trào quần chúng rộng lớn để diệt trừ tham nhũng như thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh. Trong khi đó, củi đang co cụm lại để bảo trong khi đó, củi đang co cụm lại để bảo vệ nhau bằng nhiều phương thức khác nhau. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể dựa mãi trên tư duy chủ quan của mình bằng sự kỳ vọng quá lớn lao vào luật lệ của đảng để hồi tâm chuyển ý củi mà cần phải thức tỉnh để người dân có thể đứng cạnh ông, không phải chỉ là ủng hộ mà là góp tay đốt củi bằng việc tố giác, thúc đẩy giám sát và lên án củi, phát động phong trào những việc cần làm ngay một phong trào quần chúng rộng lớn để diệt trừ tham nhũng như thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh, bởi chỉ có sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân thì ông trọng mới có thể duy trì được di sản chống tham nhũng của mình và bảo toàn mạng sống của chính mình, thân phận chính trị của mình trong tương lai sẽ có rất nhiều củi nằm trong bộ máy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người luôn luôn dung dưỡng thái độ thỏa hiệp với tham nhũng, qua tiêu chí khuyên nên thôi hoặc thậm chí là đồng lõa với tham nhũng, chờ đợi sự ngoi dậy và chiếm lấy vị trí chính trị để đảo ngược tình thế trong tương lai gần. Không thể ngăn cản tham nhũng bằng việc truy tố, bắt xa một vài tướng lĩnh, ủy viên bộ chính trị. Chính trị gia cao cấp, bởi tham nhũng là không giới hạn và cần có một cơ chế nghiêm khắc chế tài sát sao hơn so với cơ chế nêu gương. Tham nhũng có thể tạm thời lắng xuống, nhưng nó sẽ bùng phát trong tương lai khi mà cơ chế nêu gương bị bào mòn. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể đại diện cho cơ chế để chống tham nhũng nảy sinh từ cơ chế. Thay vào đó, ông có thể tiến hành cải đổi cơ chế và giám sát chính cơ chế đó. Sửa đổi ngay nội dung quy định 102 quy năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm là việc cần làm trong đó gỡ bỏ những ràng buộc về kỷ luật đảng viên liên quan đến đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên đa đảng, cũng như bất đồng chính kiến. Bởi chính những ràng buộc này khiến cho tính giám sát, phản biện bị triệt tiêu, trong khi sự co cụm và lợi ích nhóm trong đảng gia tăng. Tiêu chí khuyên nên thôi sẽ là chủ đạo trong toàn đảng, toàn quân. Nêu gương im lặng và đứng ngoài cuộc chiến chống tham nhũng sẽ gia tăng, nhằm tránh bất đồng chính kiến trong đảng theo quy định. Trong khi đó, nhu cầu giám sát và phản biện của nhân dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Sửa đổi quy định 102 mở rộng những quy tắc giúp đảng viên và người dân cùng đứng về một phía. Như xã hội dân sự bất đồng chính kiến trong cuộc chiến chống tham nhũng sẽ là một quyết định mang tính sáng suốt, có tầm nhìn và táo bạo, bắt đầu từ phong trào những việc cần làm ngay. Còn ngược lại, cuộc chiến đút lò sẽ bào mòn sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và mang tính ngắn hạn trong một thực trạng mong trọng tưởng tượng chỉnh đốn được đảng trong một thực trạng mà ông Trọng tưởng tượng là chỉnh đốn được đảng. Những lâu dài và nguồn tiền được rút ra từ tham nhũng, từ những quan chức cộng sản sẽ tiếp tục ngự trị ngạo nghễ trong và sau cuộc chiến đốt lò. Không lò nào đốt sưởi tham nhũng nảy sinh từ cơ chế, ngoại trừ đổi mới hoàn toàn cơ chế, và đó chính là mệnh lệnh từ thực tiễn cuộc sống. Để che đậy sức khỏe của ông Tổng Trọng, Võ Văn Thưởng dùng một nửa sự thật. Thông tin về sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia. Tất nhiên võ văn thưởng biết thế, cho nên tin tức được tung ra của ban tuyên giáo bao giờ cũng mờ mờ ảo ảo để đảm bảo những gì dân biết không phải là sự thật. Nhưng vẫn tưởng là sự thật. Một nửa ổ bánh mì là ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Cho đến giờ, chính quyền chỉ thừa nhận chuyện ông Trọng ngã bệnh ở Kiên Giang là sự thật. Chuyện đưa ông Trọng về Sài Gòn bằng máy bay trực thăng là sự thật. Sau 3 ngày điều trị tại trời ấy, rồi đưa ông Trọng về 108 là sự thật đó mới chỉ là một nửa. Còn thực tế ông Trọng bị trúng độc hay ngã bệnh tự nhiên thì chính quyền đang làm rối tung rối mù nguồn tin tức xã hội. Ông Trọng đang ở Bệnh viện Quân Y 108 hay ở nước ngoài chữa trị thì cũng chẳng ai biết. Trong một nửa chưa biết đó, chính quyền đã bơm vào sự dối trá để thực hiện âm mưu muốn che đậy những gì cần che. Nhiệt độ nóng lạnh quá tranh lệch nơi vùng biên viễn chỉ là một giọt nước làm tràn cái ly oan nghiệt cho dù là nơi mảnh đất xưa kia mà cửu náo thân, mà nhà thơ Đông Hồ từng viết, triều đình riêng một góc, tuy chưa là cô quả, mà cũng đã bá vương bắc phương khi vỡ lở, Nam Hải lúc kinh hoàng, giang hồ giữa lang miếu, hàn mạc trong chiến trường, là tán rộng ra tí chút để rộng đường sư luận, chứ cũng chẳng có một sở cứ gì trong cái tình huống lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của bộ máy điều hành mà đầu óc của họ cũng rối như canh hẹ thì đây là thời điểm mà các hãng thông tấn xã vỉa hè vừa được kiến tạo như nấm mọc sau cơn mưa vừa được kiến tạo như nấm sau cơn mưa tung hô ra vô vàn những đàm tiếu thâm trầm có nếu lao có về sức khỏe của ngài tổng tịch thôi thì đủ loại người ta đối phó bằng thủ thuật nửa kín nửa hở bằng quyết liệt bác bỏ cũng chẳng công khai thừa nhận nhưng lại quên mất lời cảnh báo của Franklin, một triết gia, một nhà khoa học nổi tiếng, đã từng là một trong những nhà lập nước vĩ đại của Hoa Kỳ. Một nửa sự thật chính là điều dối trá to lớn nhất. Và rồi, cuộc sống phải tự biết cách tìm ra sự thật. Hơn nữa, trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng. Đây là khuyến cáo của George Orwell, tác giả của siêu phẩm Trại Gia Súc. Tác giả của siêu phẩm Trại Gia Súc. Chỉ có điều, kẻ lừa dối sẽ luôn tìm được những người cho phép mình lừa dối. Cho nên, chính vào thời điểm khá điển hình của việc lấy dối trá làm nguyên tắc này, phải làm cho đông đảo quần chúng, những người dân bình thường nhất trong xã hội, không tự cho phép mình bị lừa dối. Thực ra, từ trước đây, đòi hỏi này là một cách thế tồn tại của nhân dân qua mọi biến thiên trong suốt tiến trình lịch sử. Cứ nhớ lại những ca sao tục ngữ, thành ngữ trong văn học dân gian được cất giữ, lưu truyền trong dòng chảy bất tận của cuộc sống dân tộc sẽ hiểu ra những tròi đạp, cựa quậy rồi bung phá, tức nước vỡ bờ nhằm thay đổi thực trạng, xóa bỏ cái cũ, ra đời, ra đời cái mới. Cứ thế cuộc sống tự mở đường đi tới. Bỗng trong đầu gợi ra hình ảnh hài hước thú vị của một câu tục ngữ rất thâm thúy với cách diễn đạt thật dân dã, bố đi sầu, bố đi tiên. Ông Tổng không tiền, ông Tổng tành, Xem ra trong cách diễn đạt dân dã này đã hàm chứa được một quy luật về quyền lực đẻ ra sở hữu. Nói nôm na là quyền lực đẻ ra tiền và rồi có tiền sẽ có quyền lực. Có tiền thì bố đĩ thành bố đĩ tiên và ông tổng không tiền sẽ hết quyền thành ông tổng tánh. Hình ảnh cái ông tổng tánh sao mà thâm trầm thế. Cứ lan man suy ngẫm về những tin tức có khi rất ngẫu nhiên thôi. Nhưng sâu chuỗi chúng lại thì hình như mỗi lời là một vận vào chứ chẳng xưng thì đấy, dòng tin thai nhi bỏ theo rác thải kia nằm ngay cuối trang tin về sức khỏe của cụ Tổng. Gửi nhớ đến câu chuyện cực kỳ hàm xúc nhặt được trên mạng, câu đối của cụ Nguyễn Khuyến đã có lần dẫn ra trong minh mông thế sự. Để kết thúc bài minh mông đã khí dài này, xin mạn phép tác giả câu chuyện nhà văn Phạm Lưu Vũ để chỉ nhắc đến lời ông Mục, chủ quán nước đầu làng, bẩm với cụ Tam Nguyên. Bẩm với cụ Tam Nguyên yên đổ trong câu chuyện dí dỏm tai quái và thâm thúy này, không có kẻ điên để mà nhìn vào thì sẽ khó mà nhận ra mình là điên hay tỉnh cụ lớn ạ. À. cho nên nếu vắng người điên thì cả tổng sẽ điên. hồi ấy một người điên vừa bị chết, cả tổng nháo nhác nhìn nhau, anh nọ cứ mong anh kia điên trước cho mình nhờ. kéo dài mấy năm như thế, thành ra cả một tổng điên loạn hết cả lên. May sau đó được quan trên điều một anh điên thật về Lập tức mọi người tỉnh ra ngay Từ đó anh nào anh này mới nhận ra rằng mình không điên Nguyễn Khuyến nghe đến đây thì càng kinh ngạc Nghĩ mình mất công đèn sách Đỗ đến Tam Nguyên mà đến tận bây giờ mới biết chuyện này Chưa nghĩ xong thì lại nghe ông Mục nói tiếp Từ đó các cụ ở tổng tôi trước khi chết đều dặn lại con cháu Rằng phải giữ gìn kẻ điên cho cẩn thận chu đáo như giữ gìn con ngươi của mắt mình nếu chẳng may vắng người điên thì phải tìm cách mà bán sới đi nơi khác chớ có dại mà sống ở một tổng toàn điên quả là đi một đảng học một sàng điên chuyến ấy trở về cụ Nguyên khuyến lập tức lấy giấy bút viết lại ngay ra mấy chữ khiếm nhất phi nhân tổng phi nhân tức là vắng một thằng điên cả tổng điên viết xong treo lên cùng với câu hôm trước suốt tam hiền giả hương hiền giả tức là hiện ba hiền giả cả làng là hiền giả Cụ ngồi gật gù mãi thành ra một câu đối rất chỉnh. Câu đối ấy ngày nay vẫn còn. Xuất tam hiền giả, hương hiền giả, khiếm nhất phi nhân, tổng phi nhân. Thế đấy, phải giữ gìn kẻ điên cho cẩn thận, cho chu đáo như giữ gìn con người mắt của mình. Thì ra trời là một trận lăng nhăng, ông hóa ra thẳng, thẳng hóa ra ông. Lý sự nơi vỉa hè đâu chỉ là sản phẩm của buổi mạt chiều chế độ toàn trị kiểu trọng, Lý sự về hè đâu chỉ là sản phẩm của buổi mặt chiều chế độ toàn trị. Của buổi mặt chiều chế độ toàn trị kiểu trọng, các cụ ta xưa đã gửi vào câu ca sao về tự diễn biến, tự chuyển hóa, được thăng hoa trong ngôn từ dân dã muôn đời bất tử.